sau huy chương vàng tại giải tiền SEA Games là chiếc huy chương đồng ở SEA Games 19 và mới đây nhất là vị trí thứ hai tại Cúp bóng đá nữ quốc tế Hà Nội. Ba lần ra quân, ba lần các nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam giành thắng lợi. Sau SEA Games 19 mới chỉ có một tháng tập trung và chuẩn bị, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều. Các cầu thủ thể hiện lối chơi tốt bằng chiến thuật phòng thủ chặt, phản công nhanh, phát huy kỹ thuật cá nhân, hạn chế nhược điểm về tầm vóc và thể lực. Với những gì đã làm được, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đã làm người hâm mộ hài lòng và đặt nhiều hy vọng. Có 3 quả đánh đầu. Nhưng những điều đó là những thành tích và những chuyện trên sân cỏ. Còn bây giờ chúng tôi lại muốn được cùng các bạn quan tâm tới bóng đá nữ. Hãy làm quen với các cầu thủ ở bên ngoài sân bóng. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta có thể tự do chọn đường đi cho riêng mình. Song dường như việc chọn lựa không phải khi nào cũng nhận được sự đồng tình của mọi người. Điều này dường như càng trở nên đúng hơn với các bạn gái khi lựa chọn bóng đá là môn thể thao để mình luyện tập và gắn bó. Nếu như em thì gia đình hồi đầu thì cũng có cấm cản nói gái sao đá banh, nhưng mà sao thì gia đình cũng chấp nhận cho em đi đá bóng. Thế lý do vì sao mà lúc đầu gia đình lại không đồng ý cho bạn đi đá bóng? Tại nghĩ là con gái mà đá bóng thì cũng như là trò hề trên sân vậy đó. Em nghĩ hoàn toàn ngược lại. Tại vì nghĩ nếu mà nữ mà chơi đá bóng cảm như gì đến hay hay. Em luyện tập bóng đá là em thích, cái sở thích của em. Lúc còn nhỏ em cũng chơi bóng đá rồi, ở nhà em chơi với ông anh. Sao mà em bên cầu Trinh thì lúc mà đi ra thể thao thì bất cứ môn gì cũng chơi được. Khi xem các nữ cầu thủ bóng đá thi đấu trên sân cỏ, trước đối phương các cô gái rất nỗ lực, quyết liệt, xông xáo, không kém gì các đồng nghiệp nam. Hẳn rất nhiều người cho là phải nữ đá bóng thì sẽ mất đi vẻ mềm mại, nữ tính. Nhưng có lẽ hoàn toàn không phải như vậy, chỉ mạnh mẽ và quyết liệt trên sân bóng thôi. Còn ngoài cuộc chơi, đó lại là những bạn gái rất duyên dáng, dễ mến và cả nhút nhát nữa. Trò chuyện với họ thì dễ, nhưng để có được một cuộc phỏng vấn lại là cả một vấn đề không nhỏ, phải dãi bày mãi các cầu thủ bóng đá nữ mới chịu. Em nghĩ thì lúc vô thể thao thì mình cứng rắn giống nam tính chút xíu thì nó mới chơi được. Còn mà lúc ra ngoài thì nữ tính là bình thường, không có gì hết. Theo bạn là một cầu thủ bóng đá nữ thì có mất đi vẻ nữ tính không? Nếu mà mất đi thì cũng không mất. Nhưng mà chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng đến phần nào. Em tập luyện thường xuyên, tập nhiều, ít có thời gian để giao tiếp với mấy bạn nam. Như tụi em nhiều khi cũng thấy mặc cảm như mình nữ mà cơ bắp rồi cũng nhiều. Em thì cũng ngại tiếp xúc với bạn nam thường. Chúng tôi đã có dịp trao đổi với ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ và đã phần nào hiểu thêm về các cầu thủ bóng đá cũng như những yếu tố góp phần tạo nên chiến thắng của họ. Tất nhiên là trong nữ thì là cái tình cảm của nữ nó khác nam. Và trong cái tập luyện cũng như trong thi đấu cũng có cái mà nữ cũng có thể mà xảy ra những cái tình trạng như thế. Có thể là cũng khóc vì một cái lý do nào đó cũng khóc. Thí dụ như là nhận được thư nhà cũng có thể là cũng khóc, cảm động cũng khóc. Hoặc là có thể bị nói, tức là bị phê phán ấy, phê bình rất mạnh thì cũng khóc. Thì đấy là những cái mà nữ là thường thường hay mắc. Thế và khi gặp những trường hợp ấy thì chúng tôi cũng cũng có lúc thì phải nói, cũng có lúc phải nói và cũng có lúc nghiêm khắc, nhưng mà cũng có lúc phải mềm mỏng, chứ không thể lúc nào cũng nghiêm khắc được với các bạn đó. Và tất nhiên là mình nói mạnh xong đó thì mình lại phải giảng dạy nhẹ nhàng từ từ để các bạn ấy thấu hiểu hơn. Ngoài thời gian cố định phải luyện tập và thi đấu, các cầu thủ bóng đá nữ cũng có những thói quen, sở thích như nhiều bạn gái khác, đó là trò chuyện với nhau hay đứng trên hành lang để xem, để cổ vũ khi các cầu thủ nam luyện tập. Và đặc biệt là tất cả các cầu thủ bóng đá nữ đều rất mê âm nhạc. Thế ngoài đá bóng, ngoài thể thao ra thì bạn thích cái gì? Mình thích ca nhạc. Bạn thích nhạc nước ngoài hay là nhạc Việt Nam? Yeah. Nhạc gì cũng được. Nghe nhạc thì thích nghe băng cassette hay là đi xem hay là tự mình hát nữa. Tự mình chơi với nhau thôi.
gia đình, bè bạn là những gì gắn bó và làm chúng ta quan tâm. Chị đã có bạn trai chưa ạ? Có. Vậy việc chị đi luyện tập và thi đấu bóng đá như thế này thì anh ấy có đồng ý hay không ạ? Đương nhiên là anh đồng ý. Và trong mỗi trận mà chị thi đấu hoặc là đi luyện tập thì anh ấy có thường xuyên và có điều kiện để tới xem cũng như là ủng hộ chị không? Anh thì rất là ủng hộ nhưng mà vì điều kiện thì không cho phép, tại vì đi làm á, ra chỉ lúc nào rảnh thì anh đưa lên sân tập rồi về anh trở về. Anh đã có bạn trai chưa? Chưa. Có rất bao giờ bạn phải lo lắng hay băn khoăn về chuyện bây giờ mình chưa có bạn trai không? Em thấy không có gì lo lắng nữa. Cá nhân thì càng một mình thì càng khỏe hơn. Với các nữ cầu thủ, bóng đá thực sự là niềm đam mê lớn không gì có thể thay thế được, vì thế mà các bạn lại có những nỗi niềm riêng. Em muốn nhắn nhủ rằng mong rằng khán giả không nên coi thường bóng đá nữ mà hãy chú trọng vào hơn nữa. Tại vì bọn em ở cùng với nam ấy, nhiều người đến xem nam lắm, nhưng mà nữ tập vẫn bình thường. Em sẽ cố gắng để đến một ngày nào đó mọi người không coi thường được bóng đá nữ. Nhưng chúng tôi lại muốn nói với Minh Nguyệt và các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam rằng chúng tôi và những người hâm mộ bao giờ cũng yêu mến, chờ đợi và tin tưởng vào những thành tích cao hơn ở các bạn.